Chào mừng anh em đến với bản tin ngày 25 tháng 6 của bóng đá 24h.vn. Trước khi bước vào video, anh em nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh chúng mình nhé. Xin cảm ơn anh em. Anthony Martial lập hat-trick MU áp sát top 4. Man United bước vào trận đấu trên sân nhà tiếp đón Sheffield United với hành trang là 12 trận bất bại cùng quyết tâm rất cao. Sau những phút đầu để cho đội khách có phần lấn lướt, Quỷ Đỏ đã ngay lập tức lấy lại thế trận và áp đảo hoàn toàn. Tới phút thứ 7, họ đã có bàn mở tỷ số do công của Anthony Martial. Trong những phút tiếp theo, Man United liên tục uy hiếp khung thành của Sheffield và điều gì đến cũng phải đến. Bàn thắng thứ hai với các cầu thủ MU trước khi hiệp 1 khép lại. Và lần này, Martial tiếp tục là người hiện tên lên bảng tỷ số. Sang hiệp 2, MU chơi thong dong và Martial ấn định ngày thi đấu chói sáng của mình khi hoàn thành cú hat-trick ở phút 74. Và đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Ở trận đấu còn lại, Newcastle và Aston Villa cầm chân nhau với tỷ số 1 đều. Everton và Wolverhampton đều có chiến thắng 1-0 lần lượt trước Norwich City và Bournemouth. Ở trận đấu muộn nhất, Liverpool đè bẹp Crystal Palace 4 bàn không gỡ. Với kết quả này, Liverpool gần như đã chạm một tay vào chiếc vô địch khi sau 31 vòng, lữ đoàn đỏ đứng ở vị trí đầu tiên với 86 điểm. Man United và Wolves giữ ngắn khoảng cách với Chelsea ở vị trí thứ 4 xuống còn 2 điểm. Ở vị trí cuối bảng không có gì thay đổi khi ba vị trí áp chót vẫn là Norwich City, Aston Villa và Bournemouth. Ramos đã phạt đẳng cấp đưa Real trở lại ngôi đầu. Huấn luyện viên Zidane cẩn trọng tung vào sân đội hình tốt nhất trong cuộc tiếp đón đối thủ không cùng đẳng cấp. Đội bóng Hoàng gia sớm giành thế chủ động và liên tục bắn phá khung thành của Mallorca. Sau vài cơ hội ngon ăn bị Benzema và Bale bỏ lỡ, Vinicius Junior đã mang về một bàn mở tỷ số cho Real ở phút 19 sau cú dứt điểm đầy tinh tế ở góc hẹp. Real tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép trong hiệp đấu thứ hai. Phút 55, Sergio Ramos tỏa sáng với pha đá phạt hàng rào đẳng cấp. Bóng hướng về góc chữ A khiến cho thủ thành Reina chỉ biết đứng chôn chân. Sau bàn thua, Real chủ động nhường thế trận trong những phút còn lại nhưng Mallorca không tổ chức được tình huống lên bóng nào đáng chú ý. Trận đấu trên sân Alfredo Di Stefano khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho Los Blancos. Thầy trò huấn luyện viên Zidane chính thức đòi lại vị trí dẫn đầu La Liga từ tay kình địch Barca. Lập siêu phẩm đá phạt, Alexander-Arnold đi vào lịch sử Liverpool. Tại vòng 31 của hạng Anh 2019-2020, Liverpool tiếp Crystal Palace trên sân nhà. Phút 23, Liverpool được hưởng một quả đá phạt trực tiếp cách khung thành đội khách khoảng 25m. Siêu phẩm đá phạt của hậu vệ Alexander-Arnold. Bóng đi quá khó và thủ môn Hennessy của Crystal Palace không có cơ hội nào để cản phá. Theo thống kê, Trent Alexander-Arnold đã tham gia trực tiếp vào 30 bàn thắng tại Premier League kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2016 với 5 bàn và 25 kiến tạo, nhiều hơn ít nhất là 5 lần so với bất kỳ hậu vệ nào khác trong cùng thời gian. Siêu phẩm của cầu thủ sinh năm 98 vào lưới Crystal Palace cũng giúp anh đi vào lịch sử của Liverpool. Cụ thể, Alexander-Arnold, 21 tuổi, 261 ngày, là cầu thủ trẻ nhất của Liverpool ghi bàn từ chấm đá phạt trực tiếp tại Anfield ở Premier League kể từ khi Robbie Fowler làm điều đó trước MU vào tháng 12 năm 1995, khi ông 20 tuổi và 252 ngày. Chelsea chi 1 tỷ bảng Anh nâng cấp sân nhà Stamford Bridge. Chelsea muốn cải tạo sân Stamford Bridge từ tháng 3 năm 2017, nhưng do gặp nhiều trục trặc nên chưa thể tiến hành. Trong đó có việc chủ tịch Roman Abramovich không được cấp mới visa nhập cảnh vào Anh theo diện đầu tư hồi giữa năm 2018. Sau 3 năm, kế hoạch của Chelsea buộc phải tạm hoãn do hết thời hạn quy định vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, bộ trưởng nhà ở Anh Robert Jerrick mới đây đã thông báo dạn kế hoạch của đội bóng phía Tây London đến ngày 1 tháng 4 năm 2021. Điều này đồng nghĩa The Blues phải thực hiện khởi công trước thời điểm này nếu không muốn kế hoạch một lần nữa bị hoãn. Theo The Sun, từ đầu năm 2021, Chelsea đã bắt đầu có những công đoạn đầu tiên của kế hoạch cải tạo sân Stamford Bridge. Sân nhà của Chelsea sẽ được bổ sung 20.000 ghế, nâng tổng số sức chứa lên 60.000 chỗ ngồi. Ngoài ra, đội bóng của tỷ phú người Nga Roman Abramovich sẽ xây dựng thêm nhiều hạng mục nhằm biến Stamford Bridge thành một tổ hợp bao gồm khách sạn và khu mua sắm sang trọng. Rashford cùng đẳng cấp với Mbappe. Mùa này, Rashford chính là ngòi nổ chủ lực của MU với 19 bàn cùng 6 đường kiến tạo sau 32 trận trên mọi đấu trường. Hồi tháng giêng năm nay, tiền đạo người Anh dính chấn thương lưng khá nặng, song đã kịp trở lại để ra sân ở trận hòa 1 đều của Quỷ Đỏ trước Tottenham mới đây. Trong khi đó, Mbappe đã sở hữu 18 bàn sau 20 lần ra sân cho PSG, có công lớn giúp cho đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử lần thứ 3 liên tiếp vô địch Ligue 1. Xét về mặt danh hiệu, nhà đương kim vô địch World Cup gấp đôi Rashford, nhưng Saha cho rằng cả hai chân sút này có chung đẳng cấp. Rashford và Mbappe đều là những cầu thủ rất nhanh, họ có kỹ thuật cá nhân để vượt qua các tình huống mà bị 2 đến 3 hậu vệ bao vây. Về mặt chất lượng, Mbappe và Rashford chắc chắn là cùng một đẳng cấp. Mbappe có thể ổn định hơn và tiếp cận trận đấu mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Với Man United, Rashford là một phần của một đội trong quá trình chuyển đổi. Vì vậy, cậu ấy không thể thực sự thể hiện bản thân. Rashford phải là một thủ lĩnh, dù có lẽ đó không phải là điểm mạnh của cậu ấy ban đầu, Saha cho hay. FIFA tổ chức 2 giải World Cup trong năm 2022.
2020 là một năm ảm đạm không chỉ về bóng đá mà còn trên tất cả các phương tiện của đời sống xã hội. Sau ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đến toàn thế giới, hai giải bóng đá được mong đợi nhất là Euro 2020 và Copa America 2020 đều đã bị hoãn, trong khi các giải vô địch quốc gia cũng như Champions League đứng trước những thử thách không nhỏ. Bỏ lại năm 2020 đáng quên, cả FIFA và UEFA đều đang lên kế hoạch tái khởi động những sự kiện bóng đá lớn trên toàn cầu vào thời gian tới. Sau khi Euro 2020 được tổ chức bù vào mùa hè 2021, đến năm 2022, FIFA nhiều khả năng sẽ tổ chức hai giải đấu World Cup khác nhau. Theo kế hoạch, mùa hè 2022 sẽ là thời điểm để FIFA Club World Cup phiên bản mới lần đầu khởi tranh. Sự kiện này dự kiến sẽ có sự góp mặt của 24 câu lạc bộ hàng đầu đến từ khắp các châu lục và cạnh tranh mức tiền thưởng lên tới 100 triệu euro. Sau đó vài tháng, kỳ FIFA World Cup 2022 sẽ lần đầu tiên được tổ chức vào mùa đông. Qatar sẽ vẫn là nước đăng cai sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.